Cái này mình cũng nói thêm là cái máy máy thời máy nếu máy mà lốc trước ấy, thì chạy nó không được ổn định và có thể là sẽ làm cho máy bị chết luôn, chết ổ cứng hoặc là chết con phách luôn. Các bạn lưu ý là trước khi mua máy mình phải xem cái máy kia đã được lốc chưa. Mình tất nhiên là mua máy mới là cho nó chắc ăn, máy cũ thì các bạn phải xem bản nào nó chưa lốc. Nếu mà máy lốc rồi ấy, thì ao ơi, lấy về thì mình nâng cấp thì không nâng cấp được. Nếu nâng cấp lên thì nóng máy và sẽ chết ổ cứng luôn. Chết ổ cứng thì các bạn phải mua thôi, mua về thay linh kiện này. Chắc là khoảng hơn 25 đô gì đó, tương đương với 25, hơn 25 đô đúng rồi.